Thưa quý vị, cơ quan an ninh Ý Đại Lợi tiến hành truy quét băng đảng xã hội đen tại Palermo, tin từ Palermo. Cơ quan an ninh và cảnh sát quốc gia tiến hành kế hoạch truy quét toàn bộ các băng đảng mafia đang hoành hành tại thủ đô Palermo. Đã có hơn 41 nghi can mafia vừa bị bắt giữ. Ý Đại Lợi đã từng bị than phiền là quốc gia nổi tiếng, là nơi trú đóng của các ông trùm mafia trên thế giới. Chính phủ phát động phong trào quét sạch cửa ngõ và có hơn 41 tay anh chị bị bắt giữ. Các nghi can này đều liên quan và dính líu tới cầm đầu gái mại dâm, buôn bán bạch phiến và các vụ thanh toán xã hội. Cơ quan an ninh quốc gia phải sử dụng các nhân viên cảnh sát chìm và gắn toàn bộ camera tại mọi góc đường thành phố Palermo nhằm theo dõi mọi hoạt động của các băng đảng mafia. Một trong những đoạn video được bí mật ghi nhận lại cuộc họp giữa các tay anh chị đầu não trong băng đảng mafia nổi tiếng Nos và một tay đàn anh khác đầy thế lực trong gia đình Porta Nuova tại Palermo. Cuộc họp giữa Nos và gia đình thế lực Porta Nuova liên quan đến những cuộc buôn bán bạch phiến thanh toán sòng phẳng đã được cảnh sát chìm ghi nhận lại vào tháng 5 năm 2011. Theo lời nhận định từ cơ quan cảnh sát, qua phân tích những hình ảnh trong đoạn phim video, trong hai băng đảng mafia Nos và Porta Nuova có vẻ đoàn kết và sòng phẳng, nhưng trên thực tế đã có nhiều cuộc đụng độ thanh toán lẫn nhau giữa các đàn em và nhiều cuộc va chạm quyền lợi nhỏ dẫn đến các cuộc chạm súng và bắn giết. Cơ quan an ninh điều tra một thời gian dài và thu thập đầy đủ các bằng chứng các băng đảng xã hội đen tại thành thủ đô Palermo đã phạm pháp. Các tay đầu sỏ mafia đang bị cơ quan an ninh chính phủ bắt giữ, thẩm vấn, điều tra và chờ ngày ra tòa. Hiện vẫn còn nhiều đàn em tàng trữ vũ khí đang ẩn nấp. Lực lượng an ninh quốc gia tiếp tục truy lùng với quyết tâm truy quét băng đảng mafia ra khỏi thành phố Palermo.